mệnh đề tính từ nó đứng ở đâu? Đối với mệnh đề tính từ thì chúng ta gồm có hai loại: mệnh đề tính từ đầy đủ và thứ hai là mệnh đề tính từ rút gọn. Rút gọn thì đối với mệnh đề tính từ thì nó đứng sau danh từ. Mệnh đề tính từ đứng sau danh từ để bổ nghĩa cho danh từ đằng trước đó. Cái thứ hai, chỉ riêng mệnh đề tính từ rút gọn thì có thể đứng ở đầu câu để bổ nghĩa cho chủ ngữ đằng đằng sau đó.